Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thành phố, đến trưa nay, tổng lượng mưa tại các quận huyện thành phố phổ biến từ 40 đến 90mm. Nước ngập bất ngờ ập vào ở một số khu vực trũng thấp, khiến người dân tại các khu vực phường Hòa Thuận Tây, Hòa Cường Nam, các tuyến đường khai cạn, mẹ suốt, không kịp ứng phó. Một số tuyến đường ở Đà Nẵng đã cấm đường vì nguy hiểm do mưa to ngập sâu. Này do mình mới thuê ở đây ở lần đầu nên là cũng chưa rõ, nên là lan bất ngờ quá, không xử lý kịp. Sau khi mưa ngớt dần, nước ngập cũng đã rút bớt tại một số khu vực tuyến đường. Do công tác nạo vét khơi thông cống rãnh đã được lực lượng chức năng các địa phương triển khai từ sớm, nên tình hình ngập úng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã giảm bớt, đặc biệt là không kéo dài so với các năm trước đây. Nào vẹt cái cánh mương cái khe này nó sạch sẽ nên nó nước nó chảy thông nên nó dễ thoát hơn, nó đỡ lụt hơn, nó đỡ ngập hơn. Ngay từ thời gian trước mùa mưa bão thì quận đã tổ chức nạo vét khơi thông các tuyến cống rãnh trên địa bàn quận, và đến nay chúng tôi cũng đã nạo vét được đến gần trên 95% các tuyến cống nạo vét, đặc biệt là tuyến kênh mẹ súc thoát nước từ khu vực bãi rác Khánh Sơn ra đến cây Phú Lộc, chúng tôi đã tổ chức nạo vét cơ bản hoàn thành. Ngoài ra chúng tôi đã rà soát các phương án sơ tán nhân dân tại các khu vực ngập lụt. Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ, từ đêm nay đến trưa ngày 7 tháng 11 tại các quận huyện thuộc thành phố Đà Nẵng tiếp tục có mưa, mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, với tổng lượng mưa tại thành phố phổ biến từ 100 đến 250mm, có nơi trên 350mm. Vì vậy, thành phố khuyến cáo người dân không chủ quan, lơ là, ứng phó trước diễn biến mưa thất thường như hiện nay.